1, 2, 3, 4, 5. Trong tình yêu, làm sao biết ai bước chân thay? Vâng, xin chào tất cả các anh nhá. Chào mừng toàn thể các bạn đã quay trở lại kênh Đặng Tín Auto. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay đây, em Đặng Tín Auto làm việc công ty Tamashi hàng thương Nhật Bản sẽ giảm giá cho anh em những dòng vang đến hiệu Tamashi model là FX17 Plus. Thì trước khi vào video, mỗi bác hãy bỏ ra vài giây nhấn nút like và đăng kênh đỏ phía dưới để luôn cập nhật sản phẩm mới nhất em Đặng Tín nhá. Anh em nhớ ủng hộ cho một like nhá. Và thực sự bác nào muốn quan tâm dòng vang này để muốn nâng cấp âm ly nhà bác này, bác nào muốn nâng cấp dàn âm thanh mà nó không hay, nó đang bị hú, khó chỉnh thì đây là một dòng vang cho anh em lựa chọn. Và bác nào thực sự muốn quan tâm thì hãy xem hết video cho em. Đấy, bỏ ra vài phút xem hết video cho em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể và đặc biệt là với mức giá xả tốt nhất cho các bác luôn. Cực kỳ rẻ luôn. Và đặc biệt nữa là chỉ có 8 chiếc thôi, cũng không có nhiều. Rồi thì cái dòng vang thương hiệu Tamashi thì quá nổi tiếng thị trường rồi, và đặc biệt em là đơn vị đại lý rất là lớn của Tamashi. Đấy, một dòng vang thương hiệu từ Nhật Bản. Thì đối với con vang này có đầy đủ cổng quang Bluetooth và đặc biệt nữa là rất dễ chỉnh. Anh em vừa được nghe cái tiếng alo từ mic rồi, tiếng rất là ngọt đúng không? Rồi sẽ chi tiết cụ thể qua. Đấy. Anh em nào quan tâm thì xem hết video cho em nhé, tránh trường hợp tua thì cho lúc hỏi đi hỏi lại nhá. Có đầy đủ mã QR cho các bác check nhá. Và đây thì như em nói dòng vang này thì nó là hàng chính hãng và có đầy đủ công nghệ đời mới nhất là cổng quang Bluetooth. Đây có cổng quang Bluetooth, hai đường nhạc vào hoa sen. Đây là left và right, hai đường ra chính nhá, đường center và đường sub. Và đối với dòng vang này nó hỗ trợ cả mic calon của mic 6 ly đằng sau, có để ý cho anh này, hỗ trợ cả mic calon của mic 6 ly. Nên anh em mình cắm kể cả mic calon hoặc mic 6 ly cực kỳ đơn giản. Và đặc biệt là dòng vang này có cả điều khiển từ xa nhá, có cả điều khiển từ xa cho anh em mình nhá, có điều khiển từ xa, bấm từ xa luôn. Và có phải hiểu là 95% các mua vang số thì các bác không biết chỉnh, em khẳng định luôn. Rất nhiều có mua về vang số người không biết chỉnh, muốn chỉnh 3 tép không thể chỉnh được, người ta chỉnh sẵn nhưng về các bác không thể hiểu mà chỉnh được. Thì đây là một con vang các bác phải tự tùy chỉnh được, rất đơn giản và nó rất là hay, chống hú tốt. Đầu tiên nó sẽ là to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic và echo vang nhạy. Đấy, đặc biệt đây thì đây phân biệt rất rõ ràng music với là nhạc này. Bác thể chỉnh bass chung và jack của nhạc ở đây, rất đơn giản đúng không? Bass chung và jack của mic. Và đây phần echo nó kết hợp cả dì vật, nó sử dụng echo kép, nó kết hợp dì vật luôn. Và đây bật tắt trong hú, cực kỳ là hay và chất luôn đối dòng vang này. Ok, các bạn nhớ vào ủng hộ cho mình like nhé và đăng ký kênh nhé. Đây giới thiệu cho anh em chi tiết cụ thể luôn, vì thực sự là cái dòng vang Tamashi thương hiệu Nhật Bản này tiếng rất là hay. Và em tí sẽ báo giá luôn, quá giá rất là rẻ luôn. Ai bác nhìn này, chia là bass chung và check của nhạc music tone này, bass chung và check của mic này, mic tone này, và phần echo kết hợp echo kép, kết hợp dị vật luôn. Và FX là một tắt trong hú nhá. Đấy, thực chất anh em mình chỉnh một con vang, như con vang này chỉnh nó rất là đơn giản vậy thôi. Đấy, và sẽ alo bác nghe cái tiếng mic của con vang này để anh em thấy cái dòng vang chính hãng của Tamashi này tiếng nó hay như nào. Để khắc phục mọi vấn đề quá khó chỉnh hay là hú rít, con này khắc phục được hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tình yêu có từ nơi đâu, đêm đêm một gục sông cầu, sao trời lọt quá mắt tươi, rơi đầy xuống dòng sông sông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bác nghe trong cái tiếng mic, cái echo của nó, tí em sẽ test bác thử một đoạn karaoke để anh em nghe cái chất dòng này. Và em nhắc lại là em làm việc công ty chỉ có giảm giá 8 chiếc thôi. Một dòng vang cao cấp này, rất là đẹp nhá, FX17 Plus. Bác nhìn cho anh từ cái mặt phay của nó này, cực kỳ xuất sắc luôn. Và em báo giá luôn ngày hôm nay, giá hiện nay công ty đang bán con này là 1.900.000. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay em làm việc công ty giảm giá bác 8 chiếc thôi, em sẽ giảm giá 600.000 luôn. Sẽ giảm luôn 600.000, giá chỉ còn 1.300.000 cái vàng này thôi. 1.300.000, bác nào chốt vô đồng nhắn tin qua cho em chốt vang FX17. Các nhớ hãy nhớ cú pháp model là chốt vàng FX17, nhắn tin qua số thoại, chỉ cần nhắn tin thôi, ghi rõ chốt vàng FX17, có nhân viên số đơn luôn, 1.300.000. Giá hiện tại đang bán là 1.900.000, nhưng ngày hôm nay giảm 600.000 còn 1.300.000. Một mức giá cực kỳ tốt nhá. 1.300.000 một chiếc vàng này, em báo xích quát. Anh em phải hiểu đây là một chiếc vàng thương hiệu Nhật Bản, nguyên hộp chính hãng. Em bán có chỉ có 1.300.000, còn tặng quát đôi giác cà lông. Và bác không phải đặt cọc, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt nhắn tin ngay qua số thoại chốt vàng FX17. Và ghi rõ mỗi cú pháp chốt vàng FX17, nhắn tin qua số thoại em 1.300.000. 5, 6, 7, 8, 9, 7, 0, 2, 6, 7, 8, 9, 7, 0, 2. Anh em có nhu cầu hãy nhắn tin ngay chốt vàng FX17, 1.300.000. Anh em sẽ ăn test thử đoạn karaoke nhá. Anh em cùng nghe một đoạn karaoke nhá. Ngay từ tiếng nhạc, bác nghe từ tiếng nhạc từ mic luôn.
chốt, nhắn tin em chốt bằng FX17, nhắn tin có sợ em 1.300.000 ngày mai thôi. Nhà làng miền kia sông có chút sinh đồng ho, có ao sinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều làng đi về tôi đón đưa. Nhà làng qua làng đỏ ngang có bên sông đồng nam, có cây đang dợp che mát vai đàn. Một ngày kia là tôi đang sống đời yên vui, dặm tràn qua sóng khói lửa phù khơi. Rồi tôi bao vượt nói gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đầy chia môi, ôi nhớ người mình. Hãy quất về sông trong hoa hồng vừa mới cười, từ hoa sen nước xưa buồn rắn tim chiều. Từ ngày xa dặm sông đâu năm chưa về phép, như môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về chốt vàng em 17 cho em 1.300.000 quá chứ, hoàn trọng quá nhau.